Công ty Phương Trang vừa đề xuất với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức 88 chuyến xe không đồng mỗi ngày, điểm xuất phát và điểm đến tại các bến xe khách liên tỉnh của 21 tỉnh thành miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Thời gian từ hôm nay đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, hành khách phải tiêm đủ liều vaccine ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương và có kết quả xét nghiệm âm tính. Từ các tỉnh thành phố đến Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ